Với những người chơi cây kiểng sau những ngày Tết Nguyên Đán, một công việc rất quan trọng cần tiến hành là phải phục hồi cây. Vậy công việc phục hồi này sẽ phải chú ý những điều gì? Những nội dung này sẽ được tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa tư vấn cụ thể trong chương trình Canh tác thông minh ngày 29 tháng 1 năm 2023.